Thưa quý vị, với việc phát hiện hàng chục ca mắc mới COVID-19 tại trường học và cộng đồng, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực ứng phó để khẩn trương khoanh vùng các điểm dịch. Các ca mắc đã được phát hiện tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và mới nhất đó là huyện Phú Ninh. Ngoài việc xác định các trường hợp tiếp xúc gần để cách ly y tế phù hợp, công tác xét nghiệm đang được đẩy nhanh ở nhiều khu vực. Trong đó, thì ngành y tế tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại thị trấn Lâm Thao, xã Thạch Sơn, thị trấn Hùng Sơn của huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì lấy mẫu diện rộng tại xã Chu Hóa với khoảng trên 6.000 hộ dân, 6.000 người và một số phường xã của thành phố. Riêng huyện Phú Ninh thì mới phát hiện ca mắc nên đang tập trung xét nghiệm tại trường tiểu học và giấy bãi bằng và khoảng 8.000 nhân khẩu ở xã Phú Ninh. Riêng huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì toàn bộ học sinh các cấp tạm thời dừng học trực tiếp để phòng chống dịch. Các hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở thành phố Việt Trì hiện cũng đã tạm ngưng từ 12 giờ trưa ngày hôm qua 17 tháng 10. Đối với thành phố Việt Trì thì chúng tôi cũng đã có một văn bản, tức là dừng chung tất cả những cái hoạt động không thiết yếu, như đặc biệt đối với lại xã Chu Hóa thì chúng tôi phong tỏa toàn xã. Còn đối với các cái điểm phường xã khác và có ít một ca F0 thì chúng tôi sẽ thực hiện theo cái nghị quyết 128, thì chúng tôi sẽ căn cứ với tình hình thực tế, có thể là tức là khoanh vùng nhỏ một tổ dân phố hoặc là một khu ngõ để mà chúng ta khoanh vùng để xét nghiệm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang xin ý kiến lãnh đạo để mà tức là tiêm cái vaccine, đẩy nhanh tiến độ để tiêm vaccine để cho người dân Việt Trì được tiêm bao phủ hoàn toàn cái việc tiêm vaccine trên địa bàn thành phố. Một số loại vaccine COVID-19 vẫn có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ sau 8 tháng thay vì sau tiêm 4 đến 6 tháng thì giảm dần như là các khảo sát trước đây. Đây là kết quả nghiên cứu mới dựa trên phân tích mẫu máu của những người được tiêm vaccine của các hãng Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson của Mỹ. Nghiên cứu được công bố vào ngày 14 tháng 10 trên tạp chí y học New England cho thấy là các dấu hiệu tế bào ghi nhận ở cả 3 loại vaccine COVID-19 này đều tạo ra sự bảo vệ lâu dài và hiệu quả khỏi bệnh nặng. Đây là nghiên cứu đầu tiên so sánh trực tiếp không chỉ các kháng thể mà còn cả các tế bào T được tạo ra từ 3 loại vaccine. Các phản ứng của tế bào T tương đối ổn định trong 8 tháng giúp các vaccine này có khả năng ngăn ngừa bệnh nặng tốt. Kết quả nghiên cứu cũng giải thích lý do vaccine chống lại bệnh nặng hiệu quả ngay cả khi khả năng bảo vệ khỏi nhiễm virus thay đổi theo thời gian. Một số quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương từng chậm chân trong việc mua vaccine COVID-19. Song hiện nay về vấn đề thuốc điều trị thì đã khác. Các quốc gia trong khu vực đã sớm tăng tốc đặt mua thuốc viên điều trị COVID-19 Monupiravir của công ty dược phẩm Mỹ Merck. Monupiravir là một loại thuốc kháng virus sử dụng qua đường uống. Hồi đầu tháng, hãng Merck công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy thuốc có tác dụng giảm gần 50% nguy cơ bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và tử vong. Ngoài ra, thuốc cũng có hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2 như Delta và Mu. Hiện Merck đã nộp hồ sơ lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc này và nhiều khả năng đây sẽ là loại thuốc viên kháng virus đầu tiên được cấp phép dùng để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. Ngay từ lúc này, nhiều nước châu Á rút kinh nghiệm trong việc mua vaccine trước đây đã nhanh tay đặt hàng. Ít nhất 8 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã ký kết các thỏa thuận hoặc đang đàm phán để mua thuốc Monupiravir. Thái Lan đã thông qua kế hoạch mua 50.000 liệu trình. Malaysia cũng đã ký thỏa thuận mua loại thuốc này nhằm chuẩn bị cho giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Hàn Quốc thì đã đạt thỏa thuận mua 20.000 liệu trình Monupiravir. Monupiravir có tiềm năng để thay đổi cuộc chơi một chút. Chúng ta cần đảm bảo lịch sử sẽ không lặp lại với những mô hình hoặc sai lầm tương tự mà chúng ta đã chứng kiến trong cuộc đua mua vaccine COVID-19, khi các nước giàu dự trữ quá nhiều vaccine, còn các nước nghèo lại quá thiếu. Monupiravir có ý nghĩa bổ trợ đặc biệt cho vaccine, bởi tại châu Á-Thái Bình Dương, hàng triệu người vẫn chưa được tiêm chủng vì không đủ tiêu chuẩn hoặc không thể tiếp cận được vaccine. Các chuyên gia nhận định điều trị bằng Monupiravir là phương pháp có khả năng cứu sống những người ở những khu vực có độ phủ vaccine thấp và dễ bùng phát dịch. Một khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19, họ có thể bắt đầu một đợt điều trị bằng Monupiravir với khoảng 40 viên trong 5 ngày. Dựa trên tính toán chi phí nguyên liệu thô, một liệu trình Monupiravir có chi phí sản xuất khoảng 18 đô la Mỹ, tương đương 400.000 đồng. Một sở thú ở thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những loài động vật có nguy cơ lây nhiễm virus cao. Đây là loại vaccine đặc biệt được phát triển dành riêng cho động vật.
Loại vaccine đặc biệt dành riêng cho động vật này được phát triển bởi công ty dược phẩm thú y Zoetis Mỹ. Vaccine đã được sử dụng để tiêm cho những loài được biết là dễ bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 như là trồn và cầy hương. Sở thú Tampa cho biết là họ đã nhận được một lô hàng khoảng 220 liều vaccine đủ để tiêm phòng cho 93 cá thể động vật đang được nuôi dưỡng ở đây như là báo Florida, trồn hôi, rái cá và linh trưởng.